Lại là Trang đây, chào mừng tất cả các chị em đã quay trở lại với kênh YouTube channel của Trang Look Fitness. Và ngày hôm nay như đã hứa thì ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chỉ ra những lỗi sai mà các chị em ở trong group mắc phải nhiều nhất khi mà tập squat nhé. Lỗi sai đầu tiên là mọi người không gồng cổ, nên khi squat xuống có người thì gập cụp cổ xuống như thế này, có người thì lại ật cổ lên. Để khắc phục lỗi sai này thì mọi người hãy luôn luôn nhớ phải gồng cổ trong suốt quá trình thực hiện động tác, tuyệt đối không được để cổ thả lỏng bất kỳ lúc nào. Nó sẽ khiến cho chúng ta dễ ật cổ ra đằng sau hoặc là cúi gập cổ xuống theo phản xạ, theo thói quen của chúng mình đấy. Lỗi sai thứ hai đấy là mọi người không ưỡn ngực, hai vai không đưa ra đằng sau mà chúng mình đang bị so hai vai lại về đằng trước như thế này. Cảm giác như mọi người đang ngượng ngùng cái gì đó khiến cho chúng mình khi mà xuống là làm lưng không thể thẳng được và bị cong lưng dưới, rất là nguy hiểm nhá. Lỗi sai thứ ba đấy là mọi người không gồng bụng chặt. Có rất nhiều chị em ban đầu mọi người gồng bụng rồi, nhưng mà vì các chị em lấy hơi quá ít hoặc là do mọi người chưa tập cái kỹ thuật mà Trang nói, đấy là vừa siết mông vừa gồng bụng. Chính vì vậy là khi mọi người gồng bụng rồi nhưng bắt đầu vào động tác phải gồng mông, phải siết mông, lúc đấy mọi người lại quên mất gồng bụng và nhả cái bụng ra. Đó, chính vì vậy nó làm cho bụng của chúng mình lỏng, mà một khi bụng lỏng thì nó sẽ không còn tạo ra được cái đai vô hình để bảo vệ lưng nữa. Chính vì vậy là khi squat xuống hầu như là mọi người sẽ bị cụp lưng. Để khắc phục lỗi sai này thì mọi người hãy tập lại cho Trang hai cách gồng bụng sao cho thật nhuần nhuyễn nhá. Còn nếu như mà mọi người vẫn đang thắc mắc không biết là gồng bụng như thế nào thì hãy bấm vào đường link bên dưới để xem lại clip hướng dẫn kỹ thuật gồng bụng của Trang nhé. Lỗi sai thứ tư đấy là vấn đề ở bàn chân. Khi mà mọi người miết chân, khi mà mọi người Trang để ý là các chị em đã đứng chắc chân rồi này, đã biết cách tạo vòm chân rồi, đã biết bấm các ngón chân chắc ở trên mặt sàn rồi, nhưng đến khi mà xoay đùi, đến khi xoay đùi mở gối sang hai bên thì cái bàn chân của mọi người lại trượt luôn sang hai bên, trượt khỏi cái vị trí ban đầu. Nó rất là nguy hiểm, đặc biệt là có nhiều chị em khi mà squat xuống mọi người lại nhấc cái bàn chân lên, nhấc mũi bàn chân lên như thế này. Việc này sẽ khiến cho chân của chúng ta không thể vững được, dẫn đến là cơ thể của chúng mình không đứng vững. Và đặc biệt là nhiều chị em khi mà chúng mình lật cái mũi bàn chân lên như vậy rất dễ làm cơ thể bị ngã ngửa ra đằng sau, gây ra chấn thương rất nguy hiểm nhé. Để sửa lỗi sai này thì mọi người hãy luôn luôn nhớ trong đầu cho Trang, đấy là phải bấm chặt ba ngón chân đầu tiên xuống mặt sàn. Lỗi sai thứ năm là khi mọi người xuống đầu gối không mở banh ra ngoài mà lại trụm vào bên trong, hoặc là khi lên đầu gối của chúng mình không mở banh ra ngoài mà lại trụm vào bên trong để lên. Bởi vì có rất nhiều chị em nói với Trang rằng khi lên mọi người cảm thấy rất là nặng nề, rất là khó. Chính vì vậy là khi trụm gối vào trong mọi người sẽ có cảm giác là vững hơn, đứng vững hơn và lên dễ dàng hơn. Nhưng việc làm đó hoàn toàn đúng, bởi vì khi mà trụm gối trụm vào, chúng mình sẽ cảm giác là có điểm tựa để vít vào để lên. Nhưng mà việc làm đấy vô tình lại gây tác động lực lên đầu gối rất là nhiều, và gần như là gối của chúng ta sẽ đỡ toàn bộ lực của cơ thể. Chính vì vậy là một thời gian sau sẽ gây ảnh hưởng đến khớp gối rất là nhiều, và dẫn đến tình trạng là mọi người hay kêu than với Trang rằng là em ơi, chị bị squat mấy hôm chị về chị bị đau gối, chị bị nhức gối, rất là khó, rất là khổ. Cách khắc phục lỗi sai này thì mọi người hãy nhớ cho Trang là chúng ta hãy luôn nhớ trong đầu, luôn tưởng tượng trong đầu là chúng ta đang mở banh gối sang hai bên giống như con ếch vậy. Mọi người có nhớ cái dáng ngồi của con ếch không ạ? Khi mà xuống chúng mình sẽ ngồi y hệt như vậy. Lỗi sai thứ 6 là mọi người không gồng mông
để đỡ toàn bộ cơ thể khi xuống, trong giai đoạn chúng mình xuống đấy, mọi người không gồng mông mà mọi người lại thả bom out, tức là mọi người thả cho cơ thể rơi tự do đến điểm xuống, sau đó là dùng mới lên. Như vậy cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là đối với những người tập tại phòng và chúng ta gánh tạ trên vai. Nếu như mọi người để thả cơ thể tự do lúc xuống như vậy, khiến cho cái lực của tạ rất dễ là nó ảnh hưởng lên cột sống của chúng mình. Và ngoài ra đấy còn dễ khiến cho chúng mình bị ngã ngửa ra đằng sau, gây ra rất nhiều chấn thương nguy hiểm khác. Ở lỗi này thì mọi người hãy cố gắng tập cách kiểm soát xuống thật chậm và dùng mông để đỡ toàn bộ cơ thể xuống thật chậm để tránh thả rơi tự do như thế này nhé. Lỗi sai thứ 7 là khi lên chị em mình không sử dụng mông. Các chị em không gồng mông để đẩy toàn bộ cơ thể lên mà chúng ta lại đang sử dụng lực từ đùi, từ chân, phát lực từ đùi, từ chân để lên. Việc làm này nó sẽ khiến cho đùi của chúng ta ngày càng phát triển, ngày càng to ra, trong khi mông thì vẫn cứ mãi lép như vậy. Ở lỗi này thì mọi người hãy cố gắng tập cách kiểm soát xuống thật chậm và dùng mông để đỡ toàn bộ cơ thể xuống thật chậm để tránh thả rơi tự do như thế này nhé. Lỗi sai thứ 8 là khi xuống các chị em không để thẳng lưng mà cố tình ưỡn mông ra đằng sau hết sức có thể. Rồi nhiều chị em thì lại tập theo hướng squat đầu gối không quá mũi chân. Chính vì vậy khiến cho mông bị đẩy ra đằng sau rất nhiều, trong khi người thân trên của chúng ta lại đang ưỡn về đằng trước. Nó tạo ra thành, nó khiến cho cơ thể của chúng mình bị cong như thế này. Khi mà lưng của chúng mình không thẳng, lực đè nén xuống nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cột sống, đặc biệt là vùng lưng dưới của chúng mình. Ở lỗi sai này, mọi người hãy sửa cho Trang bằng cách đưa thoải mái hai gối của chúng mình về phía trước nhé. Đưa thoải mái hai gối về phía đằng trước. Như vậy thì cái mông của chúng mình nó sẽ được đẩy về đằng trước, cân bằng lại với phần thân trên. Lỗi sai thứ 9 đấy là thay vì bị cong lưng thì cong lưng ra đằng sau, thì có rất nhiều chị em lại gù lưng và cong lưng ra đằng trước như thế này, giống như là động tác chúng ta đang ngồi xổm đi bệ xí vậy. Ở lỗi sai này thì chúng mình hãy lưu ý cho Trang là chúng mình hãy cảm giác như là đang nhíu mông lên. Các bạn nhíu mông lên cảm giác như là chúng mình đang siết hai quả mông lại, nhưng mà ở tư thế dạng chân, được chưa ạ? Ở tư thế dạng chân nhưng mà chúng ta đang vẫn làm cái động tác đấy là siết mông lại, giống như ở bài siết nhạc mà Trang đã hướng dẫn. Lỗi sai cuối cùng đấy là khi lên các chị em lại không siết mông vào mà lại đẩy người về đằng trước. Ở lỗi sai này thì mọi người hãy chú ý bấm vào đường link bên dưới và xem lại bài kỹ thuật cơ bản Trang hướng dẫn việc siết mông. Mọi người hãy tập lại cho Trang bài siết mông, siết nhả để chúng ta có thể áp dụng vào phần này một cách nhuần nhuyễn hơn. Thay vì đẩy người lên đằng trước thì chúng mình hãy nhớ siết mông vào, cảm giác như chúng mình đang nín ị, chúng mình đang cảm giác như là có một vật gì đấy tấn công chị em mình từ phía sau. Ok, vậy là chúng mình đã cùng nhau chỉ mặt đọc tên ra 10 lỗi sai mà Trang thấy là các chị em ở group đang mắc phải nhiều nhất khi chúng mình thực hiện động tác squat rồi. Hy vọng rằng các chị em mà sau khi xem clip này xong sẽ về và tự sửa lại được nhờ những lỗi sai cho mình, luyện tập thêm để cùng nhau tập luyện chuẩn hơn nhé. Nếu như mọi người thấy clip này hay và bổ ích thì hãy giúp Trang like và share thật là nhiệt tình. Đặc biệt đừng quên nhấn vào nút subscribe đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để luôn luôn nhận được thông báo mỗi khi Trang ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tham gia ngay vào group Thon Mảnh cùng Trang Lúc Fitness để có thêm thật nhiều kiến thức và nhiều động lực tập luyện hơn nữa. Và hãy cùng chúng mình tham gia vào các buổi học trực tuyến để cùng nhau chỉnh sửa kỹ thuật để tập luyện tốt hơn mỗi ngày nhé.